Khả Đăng xin thân thành cảm ơn tất cả quý vị, chị bà con, cô bác cùng toàn thể mọi người đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ Khả Đăng. Hôm nay Khả Đăng về rất là nhiều xe mới và sẽ lên sóng phụ cho bà con, các bác anh chị này. Đây là bãi xe Khả Đăng này. Sau bão thì em đã đánh hết xe từ ngoài kia vào đây rồi. Đấy. Không có thiệt hại gì về người và tài sản. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Các bác nào quan tâm xe gì comment giúp em sẽ phục vụ các bác bằng những video lên sóng phục vụ cho bà con những chiếc xe bên em mới về, hoặc là đang về, hoặc là đã về, đang giảm giá, thu vốn các thứ các kiểu các bác nhé. Thì Khả Đăng số điện thoại 0326062789 rất hân hạnh được phục vụ. Hôm nay có về mấy con xe, trong đó có con xe tập lái rẻ các bạn, rẻ mà lại còn đẹp cơ, còn đăng kiểm mới cơ. Con này này được đủ đường, con này thì Khả Đăng lấy của khách hàng là 45 triệu, nhưng mà về lỡ tay dọn bây giờ nó lên gần 60 rồi các bạn, 55-57 triệu rồi, bây giờ bán cho các bác đúng 60 rồi đấy. Vì đây là mẫu xe mà Khả Đăng đổi xe cho khách hàng, khách hàng mang xe này đến đổi lên con xe khác bên cửa hàng, nên nhà em nhập là 45 triệu đấy. Bây giờ thì vừa đăng kiểm mất gần 3 triệu này, đăng kiểm tháng 8 năm 2025 nhá, sơn quay mất 6 triệu nhá, đấy 9 triệu này, sửa gầm mới lại vệ sinh buji mới lại thay dầu mới, nên anh quay con này mất khoảng tầm 10 triệu 11 triệu. Đấy, tổng chi nó đang tầm khoảng 55-56 triệu rồi. Bây giờ để cho anh em là 65 triệu, nhưng em để cho anh em 60 thôi, 60 triệu, không bao gì. Hồ sơ hồ siếc cái gì, rút hồ sơ vẫn rút được, vẫn rút được nhé. Nhưng mà nói thật các bác là 60 triệu là một con xe mà có thể anh em mua đâu đó rẻ hơn, nhưng không thể đẹp một con này được. Nói thật luôn, nội thất xấu nhưng máy ngon, nội thất rất bẩn, chưa dọn được nội thất không nhé, chưa dọn được nội thất. Nội thất thì dọn mất khoảng 500.000 nữa các bạn, nhìn này, keo chỉ chỗ quằn chỗ mất. Đấy, nhiều chỗ không còn gì để mất luôn. Nhưng mà thật các bác là máy ngon lắm, con này máy ngon lắm, đi sướng này. Vừa khám xong mà, vừa đăng kiểm xong, máy bao ngon nhé. Máy không ngon thì tặng các bác luôn. Đấy, con xe này sơn xi trong ngoài nét này, đèn đóm sáng trưng, vừa đăng kiểm xong cơ mà, khám đầy đủ rồi, nên nội thất chưa dọn, đánh dọn đi là ok. 60 triệu làm gì cái con gì bằng con xe máy các bác, bằng con Airblade chứ mấy nhỉ, hơn con Airblade một tí, nhưng mà đi nó ngon, 5 người mà đăng kiểm 1 năm, anh em cứ đi 1 năm em mua lại cho anh em 45 triệu. Mẹ thằng nào nói yêu luôn. Đấy, cứ vẫn là ngon ngon này, anh em đi nó nát quá rồi anh em phải trừ tiền đi, nhưng nó thật các bác này, cứ 45 triệu là em mua. Loại đấy thì cứ bán lên 5 7 triệu là đẹp, nhưng mà không phải dọn nhiều cơ. Dọn nhiều thì phải trừ tiền đi. Những con này đợt trước là đổi khách đổi xe chứ bình thường bọn em thì sẵn bán như này mua 45 triệu về bán cho các bác 55 triệu là đẹp. Nhưng mà bây giờ nó lên 60 rồi. Đấy, nhưng nó đẹp các bạn, vừa đăng kiểm xong. Hyundai i30 nhá, nhà Khả Đăng có 3 con i30. 324 này, 4 con i30 nhé. Đây là i30 màu đen đời 2009, bản CVK. À bản này bản thường thôi, bản thường thôi, nhưng có ghế rang bên bản theo xe. Đấy, động cơ của nó là 1.6 nhé, không cửa lóc. Con này nó rẻ này. Cái bản nó cửa lóc thì nó đắt hơn một tí. Còn này, bản cửa lóc thì đời 2009 nhà em đang để cho anh em khoảng tầm 240. Đấy. Còn cái bản bản mà không cửa lóc đời 2008 có 200 triệu thôi. Các bác nhé, 200 triệu thôi. Và đặc biệt con xe này đây, niêm yết tại cửa hàng cho anh em mình xem này, 240 triệu, đời 2009. Đợi. Đời 2009 nhé. Các bác quan tâm thì anh em mình đến cửa hàng xem thêm. 5 chỗ ngồi, rộng rãi, gầm cao, chìa khóa khiển. Nhưng mà chìa khóa cơ thôi, không phải là chìa khóa, đi không phải điều hòa auto, không có cửa sổ trời. Đấy, nếu có những cái đấy thì nó tầm khoảng 250. Con này để anh em 235 triệu thôi, các bác nhé. Anh em mình qua cửa hàng gặp Khả Đăng. Hyundai i30, số tự động, động cơ 1.6. Trông cái này thôi, nhưng mà nó thật các bác nào đi ngon lắm. Vios, Vios đi làm cái gì các bác? Anh em đừng đi Vios. Con này nhập khẩu mà. Nhiều anh em thích Vios 209 số tự động tầm khoảng 220-230 thì các bác nên suy nghĩ lại. Lấy con này hơn nhiều các bạn, nên hơn nhiều. Mặc dù form dáng thì nó tù tù nhưng mà nó rộng. Anh em đi gia đình phải đi con này. Em nói thật. Đây là tư vấn của anh em bọn em là có kinh nghiệm trong nghề buôn ô tô rồi. Nói thẳng luôn em có kinh nghiệm rồi. Xe đẹp xe xấu là biết rồi. Đấy, con nào đi ngon hơn con nào thì biết rồi. Đấy, con này mà so với con Vios mấy con xe mà số tự động khoảng 200-230 thì không con nào ăn con này, nói thẳng luôn. Đấy, đời 2009, đời thấp thôi nhưng mà nó chất lượng các bác nhé. Kia Soluto đời 2019 các bác nhé. Nhà mình có 4 5 con. Cụ thể là tầm 7 8 con ấy, màu đỏ, màu trắng, màu đen. Màu vàng cát thì hiện tại hết, nhưng mà 4 màu đấy thì 3 màu thì nhà em khoảng chục con xe Kia Soluto. Đến mà không đúng thì anh em cứ tát vào mặt Khải Đăng luôn. Nói thật các bác đếm đúng đủ 9-10 con gì đấy. Soluto còn chưa nói, chưa nói đến Rio nhá, Kia Forte, Kia Cerato nhá, Kia K3 nhá. Nhà Khải Đăng dưới cái dòng Kia này, Morning nữa thì nó rơi vào tầm khoảng gần 100 con các bác nhá, gần 100 con. Đấy, nó tha hồ lựa chọn. Nếu phân khúc hạng B anh em có thể lấy con Kia Soluto này. Nó rẻ hơn rất là nhiều so với Vios và Accent. Mẫu này để cho anh em 290 bao vào tên các bác nhá. Đời 2019 có bản đủ, bản thiếu quá hết. Con rẻ, con đắt, con du vốn, con
hơn 300, con thì 300 thôi, con này 280 thôi. Anh em gặp thì lên đường luôn. Đấy. Rio số tự động đây này các bác này. Đấy, anh em khách đang xem đang chạy thử đây. Đây là Kia Rio số tự động đời 2016 nhá. Đấy, mẫu đấy thì để cho các bác lanh quanh có 330 thôi. Đấy. À, số tự động được bản nhập khẩu thôi. Moling đây anh em. Moling này có cửa lóc đời 2011 tầm khoảng 220 230 anh em mình lấy nó. Mình có đời 2012, 11 12 có 3 con nhập khẩu như này. Xe nhập khẩu này đi ngon hơn i10 các anh em nhé, đi ngon hơn i10. Chính vì thế này này anh em mình nữa, nó hợp lý được thì lấy, không hợp lý được thì lấy con khác. Nếu con này mấy con i30 thì em sẽ chọn con i30. Còn nếu anh em thích nhỏ gọn, nhỏ đường hẹp thì anh em mình lấy con Kia Moling với tầm tài chính khoảng 220. Đời 2011, 230, đời 2012. Đấy anh em qua cửa hàng khả năng có 3-4 con. 3 con, 2 con màu kem bơ này mà một con màu màu xám lông chuột các bác nhé. Đấy. Asen Blue này cũng là một sự lựa chọn rất là xứng đáng, xứng tầm để anh em mình lấy nhé. Biển Hải Dương, biển 34A 81325. Chiếc Blue này thì nó đời 2014, 2013, 2014, 2015. Nhà em có 3 con, 2 con màu đỏ và một con màu trắng. Thì đây là đời 2014 màu trắng với tầm tài chính là 300 triệu. 300 triệu số tự động đời 2014. So với Kia Rio thì em nghĩ nên lấy con này hơn. Con Asen này thì nó sẽ có vẻ như nó sẽ đẹp hơn, không đẹp, form dáng thì không đẹp bằng con Rio nhưng mà máy móc như nhau nhé, máy hai con như nhau. Nhưng mà con Asen này có vẻ như form dáng mình thích hơn, mình thích Hyundai hơn một tí. Chứ còn máy thì hai con Kia Rio và con Hyundai Asen dùng chung máy với nhau. Đấy, còn gầm ghiếc thì con này có vẻ như đi ngon hơn con Kia một tí. Đấy. Còn nội thất thì con này xấu các bạn, nội thất con này xấu hơn mấy con Kia Rio bên cửa hàng. Ghế da là mất nguyên bản rồi. Đấy, trần nỉ thì nguyên bản nhưng ghế da này chủ xe người ta bọc mới rồi mà bọc cái màu này nhìn quê. Màu này bọc nhìn quê quá, anh em bọc màu khác đi. Bọc màu khác mất khoảng 1,6 triệu, 2 triệu các bác nhé. Keo chỉ thì zin, tất nhiên là không có đâm đụng va chạm gì rồi. 300 triệu các bác ạ. Là lên đường rồi, bao vào tiền chọn gói luôn. Anh em mình quan tâm thì trực tiếp. Đây. Mitsubishi Xpander số sàn đây các bác, đời 2019 với tầm tài chính khoảng 401. Anh em mình lấy con này, số sàn. Đắt lắm nhá. Mới con này có bao nhiêu đâu nhỉ? Mới con này 2022. Mới thì con này chắc tầm lăn bánh khoảng 550 thôi. Anh em có tiền anh em mua mới cho em. Còn mua cũ thì anh em mình qua cửa hàng lấy con này đời 2019 là 400, hơn 400 tí là lên được. Đấy. Nhiều anh em cứ bảo là xem đi 675 rồi, 565 rồi sao đắt thế, thì nó thật các bác là dòng này nó hot, nó đắt. Mua vào bây giờ đã 48 này, 49 này. Tùy xe. Bây giờ bán ra ngoài đầu tư 4-500 phải được khoảng 15 triệu nhưng giờ lại không được đồng nào thì nó thật các bác buồn cười. Em còn no hồ sơ giấy tờ mà. Xe đẹp em vẫn mua 308 các bác nhé. Xe đẹp là 308 đời 2018-2019 em vẫn mua. Mẹ thằng nào nói dối luôn, mua luôn trong ngày. Các bác cứ điện thoại cho em, màu đen, màu trắng, màu số sàn đời 2019 em mua ngay trong ngày là 380 triệu. Đấy, đến ngay mà xem luôn. Keo chỉ zin, máy zin như này em mua 308 nhé, về bán cho các bác 400. Nào ok rồi, 400 làm 20. Đấy là thông tin giải trí thôi, còn lại trên đường đi mua ông nào gọi điện giới thiệu cho em làm 3 triệu. Đấy. Mua được xe về dọn mất vài triệu nữa các bác nhé. Đấy, lanh quanh được khoảng 15 triệu là đẹp. Còn nếu mà xe nó lỗi đâm đụng va chạm ngập nước thì em đâm đụng nặng ngập nước thì em không mua. Còn nếu đâm đụng nhẹ va quệt xước xác nhẹ vẫn mua bình thường. Nhưng mà mua rẻ đi tí về bán rẻ. Báo cho khách hàng là ơi anh ơi con này đâm va tí nó rẻ. Thì báo cho các bác. Đấy, nói chung là cứ phải làm việc xanh chín thế nó dễ. Con BID này là con xe tàu các bạn, nhưng mà nó nhái thương hiệu của Toyota Hago này, Iago này. Con này thì để cho các bác 60 thôi. Mà đời 2011 nhá, BID F0. Đây này, hơn xe này hôm nọ bị bão bị cây đổ này. Cây đổ mất móc này, chưa làm. Làm thì mất khoảng 500.000 thôi, nhưng mà thôi chưa làm. Con này để cho các bác 60 triệu tập lái. Anh em lấy con này thì mới so mấy con gì nhỉ? Con xanh xanh ở kia, con Chevrolet Spark thì lấy con Spark hơn. Con này cũng vừa đăng kiểm xong này, nhưng con này form dáng nhìn nó đẹp hơn. Đấy. Anh em lấy con nào thì lấy nhá. Đều máy 0.8 như nhau mà. Con này thì để các bác 55 triệu, anh em mình gặp khả năng lấy đúng 55 triệu thôi. Vừa đăng kiểm xong, máy mới này. Đấy. Vios E 2016 đang thu vốn để anh em 260 triệu bao vào tên. 255 triệu ông bán không nhá. Anh em mình gặp cỡ khả năng. Nhà có màu đỏ, màu trắng, màu đen. Đời 2016 này có khoảng 7 con. 6 7 con. Đời 2017, 18 thì form cũ thì tầm khoảng 270, 280 các bác nhé. 26, 27, 28 tùy xe. Còn nếu form mới thì 2018 taxi ra thì khoảng 290, 300. Còn xe gia đình thì tầm khoảng 301, 320. Anh em mình qua cửa hàng nhà nhiều. Đấy. Nói rõ như thế để các bác biết được là mình cứ xanh chín làm việc nó dễ đâu nhé.
Kia mô linh nhập kia. Con kia là biển 88 cái đời 2012, 240 bao vào tim. Để anh em 235 triệu thôi. Có hai con, một con màu kem bơ, một con màu lông chuột đấy. Đấy. Xe đây các bác, nhà còn rất là nhiều xe nhá. Đấy, nhiều sự lựa chọn, anh em mình đến cửa hàng cứ làm việc thôi. Mấy con xe mới mới về đây này các bác. Innova này mới về nhá, đời 2014 này, form xe gia đình máy zin. Đời 2014, form mới rồi, form mới 2013 nhá. Thì con này nó tầm khoảng 330, xe gia đình đắt lắm. Còn xe taxi thì nó có con 2014 lúc nọ em bán có 270 thôi, 26 thôi. Đấy, đây là taxi bản Z, 256 thôi. À, K3 này thì hiện tại là đang cọc cho khách rồi. Đấy, chờ bàn giao giấy tờ nhưng mà đi rút hồ sơ thì công an đánh máy là sai số khung, sửa lại. Đấy, đang em này bấm biển rồi đấy, nhưng mà thôi để hôm khác, tuần sau đi sửa lại. Hyundai Accent số tự động 2021 form mới nhá, biển Ninh Bình. Tư nhân chính chủ, 5 nốt theo xe còn nguyên. Đi chuẩn 41.000 km, để cho các bác bây giờ là 420. Đấy, anh em mình quan tâm đi. Accent đây, Accent vừa em nói đây. Accent mà đời 2013 này, 300 301, anh em gặp em. 2014 chỉ có 300 thôi, con này bán 301 để anh em 300 thôi các bác nhé. City này đang cắt lỗ này, đang thu vốn này. Vì nó nhiều tiền quá anh em mình không đủ đi em trả góp. Con này để cho các bác 440 các bác nhé. Mua là 438 triệu giờ để anh em đúng 440 luôn. Hồ sơ em bao. Đấy, hòa vốn hoặc là lỗ. Lỗ tí tí, đấy, lỗ khoảng 5 triệu. Anh em mình lựa lựa đến cửa hàng. Bản này là bản L đấy nhá. City này bản L. Chứ không phải bản bản thường đâu. Dưới bản RS, RS tầm khoảng 470, 408. Nhưng mà đấy là mua vào, còn bán ra bây giờ 2021 City RS người ta vẫn đang bán là 490, 500 cơ. Đấy, anh em mình lựa. Daewoo Lubira đây các bác, đời 2003, bây giờ để cho anh em mình 40 triệu anh em. 40 triệu con này đi ngon bao phê luôn. Con này nhá, đăng kiểm tháng 12 năm 2024 nhá. Này. Đấy, như bác nhìn keo chỉ sơn si này. Xấu. Nhưng mà lốp đẹp, na răng đúc, nội thất đẹp luôn. Nội thất con này đẹp hơn cả con Spark. Đấy. Con này có 40 triệu thôi. Anh em lấy con này chạy tập lái cho em. Bao mua lại 30 các bác nhé. Bao mua lại 30 triệu. Đấy. Nếu mà anh em đi nâu thì cứ mỗi tháng trừ đi cho em khoảng 3 triệu, 5 triệu. 6 tháng thì trừ đi 30 hết xe, vẫn mua lại 20 các bác nhé. Đấy. Giá tối thiểu là 20 triệu đến 25 triệu mua lại. Anh em mua không bao giờ lỗ. Con này em đảm bảo các bác mua không bao giờ lỗ. Đi thế đáng bao nhiêu, ăn thua gì. Đấy. Dưới này có Sunny mới về. Nissan Sunny đời 2015, bây giờ 160 triệu anh em mình lấy được chưa? Quá rẻ. Làm gì con nào rẻ hơn. Màu không đổi nhá, màu này là màu không đổi đâu. Màu này là màu nguyên bản của con Sunny luôn. Đấy. Đời 2015, 168 triệu để bao vào tên cho các bác. Có màu trắng, màu đỏ và màu bạc anh em nhé. Đấy, có con thì đổi màu nhưng con này thì màu nguyên bản theo xe, không đổi màu. Có màn Android đầy đủ, nội thất đẹp, sơn si sạch sẽ. Đấy, con này có taxi ra nha các bác nhé, taxi ra. Đấy. Báo xe như này đã là uy tín chưa anh em? Nhiều anh em cứ phải báo con này xe gia đình cái gì, bình vào mặt. Taxi ra, rẻ. Xe gia đình phải hơn 200, cũng chưa cần làm gì có xe gia đình. Các bác chạy dịch vụ là chuyện bình thường. Đây còn Vios thì nhà nhiều kinh khủng luôn. Này, Vios này. Đời 2018, 19 xe đẹp thì tầm khoảng 330, 340. Còn xe mà taxi ra thì 300, 301. Đấy, anh em mình lựa 290 đến 301. Lựa taxi ra nhưng nó còn đẹp chứ không phải là xe lỗi. Đấy, i10 160, 150, 170, 140 cũng có các bác nhé. K3 này, 2014 là 330 này. Đấy, đây, giờ 2016 Cerato các thứ là 330, 320. Đấy, Vios thì 2020 350, 360. Vigo này có mấy con Vigo này đi ngon các bác nhé. Vigo đời 2018 này. Để cho anh em mình nhanh quanh khoảng 201 bao vào tên. Còn City đẹp đây đời 2016, máy Nhật, máy zin nhá. Đấy, chiếc này để cho anh em mình lanh quanh ở 340. Đấy. Các bác quan tâm trực tiếp làm việc nhá. Sunny này 208 đời 2019 số sàn. Mazda 3 2014 301. Soluto 208. 209 bao vào tên. Ford EcoSport là 330 đời 2015. Số tự động. Đây con này 208 thôi, đời 2019 số sàn các bác nhá. Màu đỏ. Soluto này. Dưới này đấy. Rẻ, toàn xe rẻ đẹp thôi. Anh em mình quan tâm thì trực tiếp làm việc. Đặc biệt là cắt lỗ con Mazda 3 này, ra nào cũng bán, anh em alo cho em đây. Đấy. Đấy, cắt lỗ Mazda 3 27 phanh tay điện tử nhá. Forte này thì hôm nọ khách cọc 91.000 rồi, không biết hôm nay khách có sang không. Cọc 91.000 các bạn, khách không chuyển được khoản. Accent đời 2018 số tự động 307. Có màu đen và màu lâu các bác nhé. 370 triệu số tự động. Đấy, Cerato số sàn thì tầm khoảng 330, 340, đời 2015, 16, 17, tùy xe. Cruise Cadillac này, Vios 2E 2016 màu vàng cát, để cho anh em 260 thôi. Bao vào tin.
Đấy, không thích màu gas thì anh em lấy màu trắng nhá. Đấy, đồng giá luôn. Đấy, một số những mẫu xe anh em tra nhập này, con này đi khá hay, 120-130. Y10 này đời 2014 này đang để cho anh em là 150 triệu thu vốn này, cắt lỗ. Các bác gặp khả năng đi. Gặp em. 100 triệu đời 2009 này, là chassis. Đấy, con này 200 triệu đời 2008 này. CT này thì 454 là đời 2021 này. Đấy, ASEAN này thì 308 này, đời 2022 này. Đó, ASEAN này số tự động là 2019 là 309 này. Đấy. Accent đẹp nhập khẩu nhá. Con này nhập khẩu keo chỉ zin này. Nhập khẩu đời 2015, chiếc này 1.4 bản blue số sàn nhé. Để cho anh em 270 các bác nhá. Bao vào tên luôn, bao sang tên bấm biển luôn. Vios đời 2018 xe đẹp đây, một chủ đây các bác. Xe đẹp gia đình một chủ màu vàng cát nguyên bản, không khoan đục đây. Con này có chạy, người ta có chạy dịch vụ ở nhà nhưng chạy rất là ít này, đẹp. Con này đẹp xuất sắc này. 315 triệu bán các bác nhá. Y10 đời 2018 270 bản sedan 2018-19-270 thôi. Màu trắng này. Có màu trắng số tự động này, con này là 330. À 2028 con này là đời 2019 số sàn nhé. Có một con nữa biển gì đâu nhỉ? Biển 89 hôm qua mới về, xe đẹp. Y10 này cũng thế này, 201-220 thôi. Đặc biệt là Enantra, cái Enantra GLS đời 2021 kia, con kia thì để cho các bác có 501 thôi nhé. Xe đẹp. Venza kia đang cắt lỗ đây, anh em mình gặp khả năng. Đây. Còn rất nhiều xe khác mà chưa lên sóng được, anh em mình quan tâm xe gì comment giúp khả năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin kính chúc mọi người mạnh khỏe, thành công, may mắn. Xin chào mọi người trong video clip tiếp theo.